ở trên bước đường tu, thì cố gắng giữ cái này. Rồi ở trong cái đời này để mình cố mình tu thêm chút nữa, kiếm thêm được chút nào nữa thì làm, kiếm thêm, làm thêm một chút xíu phước nào nữa đó thì cố gắng làm, tức là tạo thêm quyến thuộc Bồ Đề nữa. Làm được một việc tốt thì sẽ có một người thương mình nữa. Thì như vậy để làm thêm cái này, để cái quyến thuộc Bồ Đề của mình nó tăng lên. Cho nên cái này nữa, mình gọi là phước đức mình tăng lên và trí tuệ mình tăng lên, gọi là đồng hy tăng thú, chứ đừng để cho giảm. Đừng để cho cái này giảm xuống mà cái lòng tham mình tăng lên, cái bực tức mình tăng lên, thì cái u mê mình tăng lên là mình sẽ đi xuống thôi. Thành ra nhớ, nhớ cái điểm này quan trọng nhất trên bước đường tu. Để cho phước đức tăng lên, trí tuệ tăng lên, hiểu không? Bạn bè tốt tăng lên, chứ đừng để mất cái này. Mất cái này rồi nữa thì thường thường nữa mình hay khởi lên cái ý niệm ác. Tại mình muốn mà không được. Mình muốn người ta tốt với mình mà ta đâu có tốt, cho nên mình dễ giận lắm. Mà giận rồi hay mất khôn, hay làm bậy lắm, cho nên đọa nữa. Nên thầy thấy nó có nhiều người thưa với thầy đó. Thưa với thầy đó, nó là con thương nó lắm mà con không dám, không dám khuyên nó, không dám gần nó, vì nó dữ quá, phải không? Cho nên các vị nên nhớ cái đó. Cho nên muốn khuyên nó, muốn giúp nó, nhưng mà không dám tới, tại nó khùng rồi. Cho nên khi mà mình giận, mình mất khôn đi, mất khôn rồi ngay cái người tốt mình, người mà thương mình đó, mà ta cũng không dám gần mình nữa, thì cái này hỏng rồi. Thì như vậy là mình đọa. Cho nên nó ráng giữ cái này cho nó tăng lên. Nó tăng lên cái này. Còn cái quan gia cũ này nó trả được cái nào trả hết. Đời nay ta trả hết cái này rồi, đến đời sau nó không đòi nữa. Đó. Là ở trên cái bước đường tu, cái người khéo tu là như vậy nữa. Mà cái khi mình trả hết cái quan nghiệp rồi đó thì sao? Tức là mình được tự do, phải không? Mình được tự do, được tự tại. Cho nên mình muốn sanh ở đâu mình sanh. Đấy. Cái người mà có phước đức và người có trí tuệ, không có tội lỗi đó, thì người này muốn đi đâu đi chứ, đâu ai bắt mình. Đấy. Còn cái vấn đề mình đi trốn nợ thì nhất định nó bắt thôi, không thể nào chạy khỏi, trốn không được. Thành ra mình có phước đức rồi, giống như mình có của rồi, mình có tiền của nhiều này. Thành ra bây giờ đó, có một Phật tử đó, mà muốn qua Pháp, thành ra muốn qua Pháp tới thưa với thầy ấy, mà nói một cách mà khổ sở này. Nó muốn đi qua Pháp ở, nhưng mà Pháp nó không nhận. Nó tại sao vậy? Thầy Pháp nó nói là ở Pháp đâu phải là cái nghĩa địa đâu, phải không? Mà bây giờ đó, mình già yếu bệnh hoạn không làm được cái gì nữa hết rồi, rồi muốn đi vô đó để đằng Pháp nó chôn mình, để lãnh tiền già ăn rồi đằng chết nó chôn mình, phải không? Nó đâu nhận cho mình. Đấy. Nhưng mà bây giờ đó, cái trường hợp đó, cái ông tổng thống mới bây giờ này, ông nói ai mà muốn xin nhập quốc tịch vô Pháp đó thì sao? Thành ra mình có bỏ vô ngân hàng được nhiêu? 500 ngàn đô, phải không? Cho nên 500 ngàn đô nó cho mình nhập quốc tịch. Vì thế không? Cho nên thầy nói có tiền thì người ta đi được. Không có tội nhưng mà có tiền thì cái trường hợp đi được, nhiều chỗ đón mình chứ. Còn bây giờ đó, cái khi mà mình chết rồi, cái linh hồn mình đi đào thai đó, thì cái trường hợp này đó mình không cần tiền. Lúc đó tiền hết xài được rồi, biết không? Mà chỉ có cái phước đức mình đó, mình mới mang đi được thôi. Nên Phổ Hiền Bồ Tát khuyên mình đó, cái gì sau khi chết mà mang đi được đó, thì nên làm. Còn cái gì sau khi chết mà bỏ lại đó, thì thôi, giờ bỏ trước nó đi, phải không? Đây là người khôn, người biết tu này. Cho nên cái gì mà khi chết không mang đi được, thôi cái này bỏ. Cái gì mà khi chết rồi mình mang đi được, thì cái này làm. Cho nên cái này chỉ có cái phước đức và trí tuệ mang đi được thôi. Tại đi tới những cái chỗ đó, người ta cần cái người gì? Cái người có trí tuệ,
cái người mà có phước đức, gọi là người giàu có, cái người thông minh á, thì ở đâu người ta cũng rước mình hết. Còn cái người tội lỗi, cái người hung dữ, cái người ngu dốt, cái người mà nghèo đói đó, thì bây giờ xin đi tị nạn vô đó, nó đối xử mình cách mà tệ bạc. Đây cái trường hợp mình thấy rõ vậy. Cho nên những người đó chỉ còn khổ và khổ thôi. Vì vậy đó, mà chuẩn bị cho đời sau mình là chuẩn bị cho có cái phước đức và có cái trí tuệ. Thành ra cái điều thứ nhất là quý vị nhớ một điều nữa là làm sao mà mình trở thành con người hiền lành. Con người hiền lành, con người dễ thương, con người vô hại đó, thì chắc chắn là ở đâu người ta cũng có thể đón mình được. Rồi sau đó nếu mình có được phước đức hay là mình có tiền của đó, mình không ăn hại của người ta thì người ta đâu xem thường mình, phải không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên ráng mà trồng cái phước đức này, cái này là chính. Thì chuẩn bị cái này để chi? Để cho đời sau mình. Thành ra đời sau của mình, thành ra mình không có bị tội ác, không có tù tội, cho nên không đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không vào Atula, phải không? Không vào mấy chỗ này nữa. Nhưng mà mình sẽ sanh lại làm người được. Mình sanh lại làm người, nhưng mà sanh lại làm người ở trong một nước văn minh, ở trong cái chỗ mà có nền văn hóa cao. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Sanh vô làm người. Nhưng mà thầy nói ngay bây giờ đó, nếu mà sanh làm người, mà sanh làm người ở tại thành phố Hồ Chí Minh mình đây đó, là cái điều kiện tu mình tốt này. Chứ mà bây giờ nó sanh làm người nhưng mà mình ở trên Bình Phước, ở trên Bù Đăng, Bù Đốp gì đó, ở bên ở trên Tây Nguyên, ở trên cái vùng dân tộc đó, thì thiệt ra tu khó lắm. Thầy cũng có lên thăm ở trên đó, nhưng mà thầy